thần trên trời, thần ăn uống. Việc ăn uống của chúng ta đều có thần linh trông coi. Chúng ta mỗi ngày, cho dù uống một hớp nước, ăn một trái cây hay một miếng bánh gì, đều do thần linh quản lý cả. Quý vị tin là có vị thần này thì thần hiện hữu, còn quý vị không tin là có thần thì thần cũng vẫn tồn tại như thường. Chẳng qua là quý vị không nhận biết được mà thôi. Quý vị cho nên cho rằng cái gì mình không tin thì không có thật. Bởi suy nghĩ như thế là rất ngu xuẩn. Phải biết rằng bất luận quý vị tin hay không tin, vị thần này vẫn luôn luôn hiện hữu. Trước kia ở Bắc Kinh, Trung Hoa, có một người tên là Đoạn Chánh Nguyên, mà người đương thời quen gọi là Đoạn Sư Tôn. Vì Đoạn Sư Tôn này từng được gặp một người chuyên lo về phân lượng ăn uống hàng ngày của nhân gian. Mỗi ngày, mỗi người ăn uống những thức ăn gì, tiêu thụ bao nhiêu thức ăn, uống hết bao nhiêu nước, đều có sự nhất định cả. Người ấy làm việc như thế nào? Anh ta chỉ ngủ suốt ngày. Cha anh ta làm quan và là một vị liên trưởng hay doanh trưởng gì đó, dưới quyền có khoảng 400-500 người. Vị liên trưởng này thấy con bấy giờ đã 20-30 tuổi rồi mà không chịu làm việc, cứ nằm ngủ suốt ngày, thì rất bực dọc. Một hôm, không dằn được, ông trách mắng đứa con trai: cha đã 50-60 tuổi rồi mà còn phải làm lụng kiếm tiền nuôi con, còn con thì đã 20-30 tuổi đầu rồi mà lại không chịu đi làm để mưu sinh. Con không chịu làm một công việc nào cả thì cuộc đời con còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Anh con trai đáp: cha à, cha làm quan ở nhân gian, còn con thì làm quan ở âm phủ đấy. Hả? Con làm chức quan gì ở âm phủ? Mỗi ngày người nhân gian được ăn uống thức gì, phân lượng bao nhiêu đều do một tay con tính toán phân phối cả. Vị liên trưởng gắt lên: con nói cái gì? Ăn uống mà còn phải đợi kẻ khác phân phối định đoạt sao? Thật là hoang đường. Vậy thì ngày mai cha được con phân phối cho ăn những gì, con nói cho cha nghe thử. Người con thưa: chưa được đâu cha ạ. Con cần phải ngủ một giấc, khi thức dậy con sẽ nói cho cha rõ, vì hiện giờ con vẫn chưa biết chắc được. Người cha nghe thế thì trong lòng giận lắm, nhưng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cho rằng con mình chỉ nói nhảm, chứ làm gì có chuyện mình ăn thức gì cũng phải đợi nó phân phối sắp đặt. Người con sau khi ngủ dậy nói với cha rằng: ngày mai cha sẽ không có cơm ăn đâu cha. Người cha cười lớn: cha làm quan chức quyền lớn như vậy mà lại không có cơm ăn sao? Như thế thì cha sẽ được ăn cái gì? Anh con trai trả lời: ngày mai cha chỉ có được một quả trứng thối và nửa bát cháo cám thiêu mà thôi. Phần ăn của cha vào ngày mai chỉ có thế. Người cha đùng đùng nổi giận quát lớn: cha đường đường là một vị liên trưởng có tiền của, có quyền thế, thì tại sao phải ăn uống ít ỏi như vậy, mà lại là đồ hư thối nữa chứ? Thật là phi lý hết sức. Sáng sớm ngày hôm sau, vị liên trưởng đốc thúc gia nhân giết gà, giết vịt, chuẩn bị một bữa ăn thật linh đình. Nào ngờ, lúc ông sắp sửa ngồi vào bàn ăn thì nhận được lệnh khẩn của cấp trên, bảo ông phải tức tốc xuất binh đi dẹp loạn, không được chậm trễ. Thế là thức ăn thì đã nấu nướng xong xuôi, nhưng ông ta không thể đụng đến được, vì phải gấp rút ra đi dẹp bọn thổ phỉ. Giao tranh hơn nửa ngày trời, vị liên trưởng đánh tan được bọn cướp. Bây giờ ông cảm thấy đói và mệt lả, bởi vì suốt ngày chưa có cái gì vào bụng cả. Trong khi đó, thuộc hạ của ông vì không phải chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn, cho nên từ sớm trước khi xuất binh họ đều đã ăn uống đầy đủ cả rồi. Vất vả lắm mới tìm thấy một ngôi nhà có người ở. Vị liên trưởng bèn vào hỏi mua thức ăn. Thế nhưng không ngờ đó lại là một gia đình nghèo túng và bậc nhất trong thiên hạ. Người chủ nhà nói với vị liên trưởng: chúng tôi chẳng có cái gì có thể ăn được cả. Gạo thì hết mà rau thì cũng chẳng còn. Cả nhà chỉ còn vỏn vẹn có một quả trứng thối với nửa bát cháo cám đã thiêu. Đó là phần để dành cho người sản phụ sắp sanh kia. Nhưng nếu ông không chê thì xin cứ tự nhiên, không sao cả. Vị liên trưởng vì ruột gan cồn cào, đói không chịu nổi, liền nhận lấy quả trứng thối và nửa bát cháo cám thiêu ấy. Ăn xong, ông sực nhớ lại lời tiên đoán của đứa con trai ngày hôm qua. Quả thật hôm nay ông đã ăn những thứ đúng như nó đã phân phối.
từ đó, vì biết rằng con mình thực sự đang làm quan ở âm phủ, nên ông cũng để tùy hắn ta, không còn la rầy trách mắng như trước nữa.